vụ ba mẹ con ở nghệ an bị lũ cuốn tìm thấy người mẹ tử vong người em vác dao tấn công anh trai trên đường ở bình định điều tra vụ bệnh nhân tử vong ở bệnh viện nghi sốc thuốc từ phòng khám tư bắt chùm khai thác khoáng sản trái phép ở bình thuận quản lý trả lương công nhân bằng ma túy. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo điện tử VOV. Thưa quý vị, do mưa lớn sau bão số 4, chiều ngày 20 tháng 9, lũ trên các sông suối dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi ba mẹ con ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An. Hai cháu nhỏ sau đó được cứu, còn người mẹ thì không may thiệt mạng. Sáng 21 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn cho biết, chị Phạm Tê, Tê sinh năm 1986, chú tại xã Tường Sơn, đã được tìm thấy sau khi bị lũ cuốn trôi vào chiều 20 tháng 9. Chị Tê được tìm thấy khi trôi về phía hạ nguồn khoảng 200 mét. Nạn nhân bị giạt vào một ruộng ngô cạnh con suối tại xã Hoa Sơn. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 9, tại cầu Khe Cốc, ba mẹ con đi xe đạp điện qua cầu tràn đã bị nước lũ cuốn trôi. Hai người con may mắn bám được vào bụi tre và được cứu sống. Do ảnh hưởng của hoàn lưu báo số 4, trên toàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây sạt lở khiến hai hộ dân ở huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại. Hai hộ dân ở xá Châu Khê, huyện Con Cuông và một hộ ở huyện Kỳ Sơn cũng phải di rời khẩn cấp. Trên quốc lộ 15, quốc lộ 48, tuyến đường tỉnh và các tuyến đường liên thôn, liên xá xuất hiện các vị trí ngập úng sạt lở. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, bố trí người trực để đảm bảo an toàn giao thông. Dự báo Nghệ An sẽ tiếp tục mưa lớn trong 2 đến 3 ngày tới, bởi ngoài giải hội tụ nhiệt đới, khoảng dạng sáng 22 tháng 9 lại có không khí lạnh đầu mùa tràn xuống kết hợp địa hình. Khả năng có mưa to đến rất to Đề phòng lũ lên gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Nghĩ do mâu thuẫn trong việc chia tài sản, một người đàn ông đã vác dao tấn công anh trai ngay tại ngã tư ở trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai bên đường có dân đông người dân đứng tập trung theo dõi. Tối 20 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi thành phố Quy Nhơn cho biết, hai người đàn ông là hai anh em, nguyên nhân vụ việc nghi do mâu thuẫn trong việc chia tài sản. Hiện công an phường Lê Lợi đã mời những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, nghi do mâu thuẫn trong tranh chấp nhà cửa, hai anh em Lê Văn Giờ, sinh năm 1967 và Lê Đức Hát, sinh năm 1977, cùng chú phường Lê Lợi thành phố Quy Nhơn, đã xảy ra ẩu đả. Đến khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 9, thấy giờ đi ra khỏi nhà, hát cầm dao đi theo. Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, hát cầm dao tấn công giờ gây thương tích nặng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chiều tối ngày 20 tháng 9, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một người đàn ông trung niên liên quan đến một phòng khám tư trên đường Ngô Quyền. Bệnh nhân là ông Y Hồng Nghiê, 40 tuổi, trú tại xã Ea Kênh, Cơ Lộng Park. Theo người nhà bệnh nhân, ngày 20 tháng 9, gia đình ông Y Hốc nghe tin ông được đưa vào khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đã tử vong. Bà Hát Diên, em vợ của ông Y Hốc cho biết, ông này lên thành phố Buôn Ma Thuột để đáo hạn ngân hàng. Bà Hát Diên chia sẻ, khi đi, anh tôi rất khỏe mạnh, bỗng dưng đột ngột tử vong, mong cơ quan chức năng làm rõ sự ra đi khuất tất của anh ấy. Cùng với công an thành phố Buôn Ma Thuột, phòng nghiệp vụ Sở Y tế Đắk Lắk đã có mặt, lập biên bản ghi nhận sự việc. Sở Y tế Đắk Lắk cũng sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình dẫn đến việc bệnh nhân tử vong để thông tin đến người nhà. Bác sĩ Võ Minh Thành, giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xác nhận, đại diện công an thành phố Buôn Ma Thuột Sở Y tế Đắk Lắk đã có mặt làm việc liên quan đến ca tử vong của bệnh nhân. Bệnh nhân y hốc vào viện lúc 17 giờ trong tình trạng đã không còn thở, tim không còn đập. Ông Võ Minh Thành thông tin, Bệnh nhân tử vong trước khi đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện nên chúng tôi đã phải mời công an sở y tế để lập biên bản ghi nhận sự việc. Theo hồ sơ, bệnh nhân y hốc trước khi vào bệnh viện đã đến thăm khám tại phòng khám đa khoa Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đưa vào bệnh viện bệnh nhân đã tử vong mà không có thân nhân nên chúng tôi phải mời ngành chức năng vào làm việc. Mới đây, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt, 55 tuổi, ở huyện Hàm Tân, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Mới đây, công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt 55 tuổi, ở huyện Hàm Tân, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Ông Trần Văn Thuận bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo hồ sơ, công ty Long Thái Việt do Trần Văn Thuận làm giám đốc đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho thuê, khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép, khai thác lớp vật liệu sang lớp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác, theo chiều sâu 1m đến dưới 20m. Đặc biệt, khai thác khoáng sản với khối lượng lớn, nhưng công ty này chỉ khai báo một nửa khối lượng, ngoài việc vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, công ty này còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng khai thác thực tế. Trong quá trình hoạt động khai thác kinh doanh khoáng sản, công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua bán vận chuyển tàn trữ tiêu thụ 24.828 mét vuốt cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận điều tra mở rộng. Thay vì trả tiền lương cho công nhân, quản lý xây dựng công trình Bùi Văn Định, sinh năm 1975, trú tại thành phố Bắc Ninh đã trả lương bằng ma túy. Vụ việc vừa bị công an huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang phát hiện và đấu tranh triệt phá. Thay vì trả tiền lương cho công nhân, quản lý xây dựng công trình Bùi Văn Định sinh năm 1975, trú tại thành phố Bắc Ninh lại trả lương bằng ma túy. Vụ việc vừa bị công an huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang phát hiện và đấu tranh triệt phá. Trước đó chiều ngày 16 tháng 9 qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của công an huyện Làng Giang kiểm tra một ngôi nhà có công nhân thuê trọ trên địa bàn xã Sương Lâm, huyện Làng Giang phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là Hà Đức Chính, sinh năm 1998 và Phạm Văn Tuấn, sinh năm 2000, cùng trú tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 30 gói giấy bạc, một túi ni lông và một hộp nhựa chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin. Qua giám định toàn bộ số bột màu trắng trên đều là ma túy, tiến hành test nhanh các công nhân đang trọ tại đây. Kết quả, chính, tuấn và 8 trường hợp khác đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Bùi Văn Định, sinh năm 1975, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là quản lý tổ cốt pha thuê các công nhân để hoàn thiện các công trình tại khu công nghiệp Tân Hưng trên địa bàn huyện Lạng Giang. Định chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh thành khác nhau vào đội thợ của mình. Tùy theo tay nghề, định trả lương từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một ngày công. Tuy nhiên thay vì trả lương bằng tiền, mỗi ngày định giao cho Tuấn và Chính sẽ cung cấp hai gói ma túy loại heroin cho công nhân vào sáng và trưa trước khi đi ra công trường định quy định một gói ma túy là 100.000 đồng và trừ vào tiền công của các công nhân. Vụ việc đã cho thấy diễn biến tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, công an huyện Lạng Giang đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đến chủ đầu tư các công trình xây dựng cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu và từng hạng mục thi công nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình và hiệu quả trong công việc nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ công an huyện Làng Giang đã phát hiện đấu tranh ngăn chặn được nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Làng Giang đã thưởng nóng cho công an huyện Làng Giang. Sau khi nước lũ rút, rác thải sinh hoạt, đồ gia dụng bị hư hỏng, xả ra môi trường với khối lượng quá lớn đã khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư tại thành phố Yên Bái ùn ứ dài ngày, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh các lực lượng đảm trách công tác vệ sinh môi trường đã phải tăng cường nhân lực, tăng ca kíp với mong muốn môi trường sạch đẹp sớm trở lại. Sau lũ, nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái ngập trong bùn đất và cây cối, rác thải từ đầu nguồn kéo về, bên cạnh đó hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước hay bị sạt lở, khiến các thiết bị gia dụng đồ dùng sinh hoạt không thể sử dụng được phải bỏ đi, trở thành rác thải đội trưởng đội vệ sinh môi trường số 2 công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành thành phố Yên Bái cho biết, trong số bồn rác có cả những mảng tường lớn kính chai lọ thủy tinh bị vỡ vụn, khiến công tác vệ sinh môi trường trở nên khó khăn và nguy hiểm. Theo thống kê những ngày qua trung bình mỗi ngày công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành thành phố Yên Bái xử lý gần 1.000 tấn rác thải, gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhà máy rác của công ty luôn trong tình trạng quá tải. Để vệ sinh môi trường sau lũ, tỉnh Yên Bái đã huy động các cơ quan đơn vị và người dân vào cuộc, đưa lực lượng vũ trang và dân quân các địa phương tham gia dọn buồn đất các tuyến đường, trụ sở, cơ quan, trường học, trạm y tế, giúp người vùng ngập lụt dọn dẹp nhà cửa sớm trở lại cuộc sống bình thường. Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 297, quân khu 2 cho biết để hỗ trợ tỉnh Yên Bái, đơn vị đã huy động 100 quân nhân, chiến sĩ, 4 xe ô tô cùng các dụng cụ cần thiết chia thành nhiều đội hỗ trợ dọn dẹp trên các tuyến đường lớn, trường học và các hộ gia đình. Các cơ quan chức năng ở Yên Bái, đặc biệt là ngành y tế cũng tích cực hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun khử trùng tẩy uế, giảm thiểu nguy cơ về dịch bệnh có thể phát sinh. Đồng bào Khơ Me có nhiều lễ hội lớn trong năm, mỗi lễ hội đều có nghi thức tổ chức và ý nghĩa khác nhau, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc. Riêng lễ Sen Dunta mang ý nghĩa hết sức tốt đẹp, thể hiện sự hiếu đạo của con cháu những người còn sống đối với tổ tiên, ông bà, những người thân đã khuất. Sen Dunta hay còn gọi là Bun Chum Pen là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, được lưu giữ qua nhiều thế hệ và có ý nghĩa hết sức tốt đẹp, tương tự như lễ vu lan báo hiếu của người Việt. Lễ Sen Đôn Ta tính theo Phật lịch, thông thường đến sau rằm tháng 7 âm lịch, lễ vu lan báo hiếu. Theo tiếng Khmer, từ Sen có nghĩa là cúng, còn Đôn có nghĩa là bà, ta nghĩa là ông. Như vậy, Sen Đôn Ta có nghĩa là cúng ông bà. Trong văn hóa tín ngưỡng của bà con Khmer, lễ Sen Don Ta rất được xem trọng, vì đây là dịp để con cháu những người còn sống tưởng nhớ công ơn của bậc sinh thành tổ tiên ông bà, những người thân đã khuất, nhằm thể hiện truyền thống cây có cội, nước có nguồn. Sen Don Ta là lễ hội truyền thống của bà con Khmer có từ bao đời nay. Lễ Sen Don Ta mang tính giáo dục đạo đức sâu sắc, nhắc nhở con cháu luôn nhớ về nguồn cội của mình và phải giữ gìn phát huy phong tục tốt đẹp này phân tích ý nghĩa và các nghi thức diễn ra trong dịp lễ Sen Đôn Ta. Một người dân ở xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, nghi thức Can diễn ra trong vòng 13 ngày từ ngày 1 đến ngày 13 tháng Phô Trô Bốt. Mỗi ngày bà con Phật tử chuẩn bị thức ăn bánh trái đem vào chùa dân lên, cúng dường cho nhà sư rồi đọc kinh nhằm hồi hướng phước báu cho những người quá cố đến ngày 14 bà con cùng nhau thực hiện nghi thức rước linh hồn ông bà từ chùa về chơi với con cháu và thực hiện nghi thức cúng ông bà tại nhà do đó mới gọi là sen don ta. đến ngày 15 là ngày cuối cùng ngày tiễn ông bà nhà nhà đều tập trung thực hiện nghi thức tại chùa gọi là bum chùm ben rất vui và nhộn nhịp hơn sau đó kết thúc để đón lễ sen don ta từ nhiều ngày trước bà con khmer đã dọn dẹp nhà cửa trang trí bàn thờ tơm tất Ngoài cúng ở nhà, mọi nghi thức quan trọng đều diễn ra tại chùa, nên bà con cũng tranh thủ đến chùa phụ giúp treo cờ phướng, quét dọn khuôn viên, tu bổ, sân phết, chuẩn bị chu đáo nhất cho dịp lễ. Song song đó, các gia đình tùy điều kiện kinh tế mỗi ngày đều làm cơm, các món ăn đặc trưng truyền thống của dân tộc dâng lên cho các vị sư sải, thành tâm tụng kinh cầu nguyện nhằm hồi hướng phước báu cho những người quá cố các món ăn cúng trong dịp sendota thường là các loại bánh trái cây thức uống những món chế biến từ các loại nông sản vừa thu hoạch được dâng lên nhằm báo với tổ tiên ông bà về vụ mùa thắng lợi có người chuẩn bị những món ăn mà người quá cố khi còn sống ưa thích lễ sendota các thành viên trong gia đình đi làm ăn học tập ở xa cũng tranh thủ về nhà thắp nén nhang tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà và đến chùa cúng Phật. Đây cũng là dịp để anh em bà con gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Lễ Sen Đông Ta là một lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc với ý nghĩa hết sức nhân văn, thể hiện sự hiếu đạo của con cháu, những người còn sống đối với tổ tiên ông bà, những người thân đà khuất. Dù đi đâu, về đâu, bà con vẫn hướng về nguồn cội. Tuy cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng lễ sen đông ta của đồng bào dân tộc Khmer vẫn luôn được gìn giữ. Qua đó có phần bảo tồn và phát huy vốn văn hóa phong phú của đồng bào Khmer, góp chung vào sự đa dạng đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại các nhà hàng quán ăn ở Trà Vinh, cua đinh là món ăn đặc sản thơm ngon, lạ miệng. Tuy nhiên trên thị trường, loại cua này lại có giá khá đắt đỏ. Cua đinh là động vật thuộc lớp bò sát họ ba ba. Loài này được nuôi phổ biến ở Nam Bộ, nhiều nhất là ở Trà Vinh. Những người từng thưởng thức cua đinh thì cho biết, thịt của chúng ngon ngọt và thơm, thường dùng để đãi khách quý hoặc sử dụng trong các buổi tiệc sang trọng. Nếu như trước đây thì thịt cua đinh ít người biết đến, gần đây đặc sản này được ưa chuộng trên thị trường để làm nhiều món ngon. Theo đó thì từ cua đinh có thể làm thành các món cua đinh xào lăn, cua đinh nấu chuối, cua đinh răng muối, lẩu cua đinh, cua đinh hầm thuốc bắc. Ở Trà Vinh hay trên chợ mạng và các cửa hàng bán đặc sản vùng miền, cua đinh thương phẩm được bán với giá khoảng 600 đến 800 000 đồng một kg tùy thời điểm. Mỗi con có trọng lượng từ 5 đến 15 kg. Trong đông y thì thịt cua đinh còn được coi là một vị thuốc quý, có công dụng chữa bệnh, bồi bổ cơ thể. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Nam Bộ đã mở rộng mô hình nuôi cua đinh để bán cua giống và cua thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nhưng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.